Ready to pair. Chào Phúc Tuyền. Nơi chỉ nguyện một lần
giải thoát. Bước chân đi đau xót muôn phần, nguyện rồi sẽ hiến tấm thân, khổ đau cách mấy vạn lần cũng cam. Chào Phương Lê. Chào mọi người đang xem livestream trực tiếp từ chùa Minh Duyên. Hôm nay là ngày 22 tháng 3 âm lịch năm Quý Mão, nhằm ngày 11 tháng 5 năm 2023. Chào thí chủ Sông Di. Cảm ơn, ai cũng chúc nhiều sức khỏe. Ngày mai sáng mai ngủ dậy sớm, 5 giờ thức dậy lên diễn tiêm thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm. Hy vọng là có nhiều sức khỏe mọi người nha. Chào Ngọc Bích. Sáng mai ngủ dậy sớm, 5 giờ là lên diễn tiêm thành phố Hồ Chí Minh. Giờ này mọi người được chúc nhiều sức khỏe. Con ơi cuộc
tế đừng ham, ráng ham hai chữ kỳ tam đạo màu. Chào Trúc Nguyễn, chào Nguyễn Nhâm. Làm sống hoàng màu cõi sầu, làm sao cho mẹ tiên lầu mẹ vui. Nhìn con mẹ luôn ngậm ngùi, thấy con mà mẹ sống rồi vì con. Cuộc đời lắm nỗi thong gión, ráng tu cho đành lo tròn tâm dân. Kỳ tam con phải siêng cần, làm sống giữ hội long dân màu hoàng. Ráng riêng để bước lên hoàng, kỳ tam con trễ cõi nhàn mẹ trong. Con ơi phải ráng bền lòng, ngồi trên đài ngọc luôn trong con nghiền. Khuyên con ráng giữ mối diện, kỳ tám đợi trẻ kệ thuyền nghe con. Tiên cạnh lầu son mẹ đợi, chốn bụi hồng con nghĩ ngợi ít chi. Con nên nghĩ đến từ bi, nhớ lời mẹ đã một khi than dài. Mẹ ngồi trên chốn thương đài, nhìn con mẹ mãi miệt mài trầm luân. Nhớ con mà mẹ lụy rưng, giá con ở lại chính tận mẹ lui. Con hiền hiểu lý chân như con mẹ.
đường về tiên cảnh xa xôi, chỉ mong gặp mẹ mẹ con tương phùng. Thương nhớ kẻ đêm nằm thao thức, thương đàn con linh tử cận dương, chỉ mong con trẻ trở về tương quan hội hiệp một nhà như xưa. Muôn linh tử đồng chung chí nguyện, chuyến đỏ chiều đông đổ như xưa. Tiên kiêu nay đã cạn dầu, lời dân đã cạn trí mòn tâm heo, mà sinh chúng còn trong bể khổ, mà để quân chẳng chịu quay đầu. Nhọc lòng của mẹ tay trào, nhớ thương con dại trần heo mê mờ. Chào Tùng Thảo, chào Toàn Lê. Chào Cô Loan Bến Tre. Dâng lời dạy mẫu hoàng chỉ phán, xưa cung diêu chẳng chịu tu hành, ham ăn mê ngủ lợi danh, cãi lời của mẹ xuống trần bấy lâu. Tưởng một phút dạo chơi non cầm, nào ngờ đâu chẳng rảnh quay về. Thương thay con mẹ trần hồng, quên đi chôn cũ đại tiên là nhờ. Xa cấp mẹ ngàn trùng xa thầm, biệt ly tình mẫu tử thiên liên. Nhớ lời mẹ dạy tính chuyên lập công, mọi đức minh duyên trở về. Dù gian khó bảo bột sông lớn, quyết một lòng trở lại quê xưa. Quê mình dù nắng hay mưa, chỉ mong có mẹ sớm xưa mê bồng. Chào cô Ngọc Lành, chào Ngân Linh, và chào cô Tâm Phúc. Nay phát nguyện thân này gửi Phật, trọn tâm hiền theo mẹ cùng cha. Lập công bồi đức ngân nghe, đem lời pháp chỉ kim gia tu hiền. Mong lời dạy mẫu hoàng chỉ phán, khắp dương gian sinh chúng tu hiền, cùng nhau trở lại đại tiên. Ở nơi mẹ ngự cung tiên đợi chờ, nay chi quyết tuân lời mẹ dạy, đem lời vàng của mẹ bài khai. Chỉ mong
huynh đệ chung cùng cha gia ba tánh tu hiền quy ngôi. Chào Thúy Lê, chào Cẩm Hồng, chào Trang Phan. Đêm đêm quê nhận cầu kinh, đem lời của mẹ giáo truyền thế gian. Chỉ mong sinh chung cõi trần, ba gia huynh đệ xa gần nghe chung. Cánh tiên trở lại quê tiên, ai con của mẹ sớm hôm tu hiền. Nghe lời pháp dịch mình thức tình, quy củ ngôi lại chốn Tây Đình. Quê mình mẹ đợi mẹ trong quê nhà, có mẹ chờ mong đêm ngày. Quê xưa chôn cũ đợi chờ, có bà mẹ ấy mỏi mòn trong con. Chào Bông Lam. Kinh của mẹ lời than ai quan, như nỉ non rót mật vào tai. Như lời mẹ dạy con thơ, con mà xa mẹ cấp ngăn muôn trùng. Lời ngon mọt mẹ thời chỉ dài, khuyên nhủ con quay lại nhà mình. Chỉ mong tất cả đồng chung hiểu lòng của mẹ sớm hôm tu hiền. Ôi nết ruột gì thương con dài, khuyên con nhận nại cho rồi, vì đời lọc lửa cao dòi thiện tâm. Nhớ con đổ lệ tuôn dập diêu cung danh bóng âm thầm buồn than. Nhắc đến dầm trang lệ ưa, nhớ con rồi mẹ chẳng chứa lệ sầu. Dìu con quay gót quải đầu, đời cho con khỏi tham sầu kỳ ba. Nhớ ngày lì đổ chén quà, con ơi con thời sao mà giỏi quên. Mẹ già mỏi đợi kề bên, mẹ chờ tình ngộ rước lên linh tòa. Con ơi tiên cầm lạ nhà, con đành để mẹ kỳ ba trong chờ. Thương con lớn nhỏ dại khờ, mẹ không đành già lặng lơ phụ phàng. Con ơi tiên cầm lạ nhàn, mẹ ngồi mẹ rước lên thoàn với con. Đêm nằm đổ lì cùng son
mẹ thương lập hỏi rồi con trễ kỳ. Lòng qua mẹ mở trường thi, con nào hữu chí dự thi nỗi này. Nhớ con thao thức đài mây, muốn sao con dài lầu ấy con về. Sao con chưa ngán cuộc đời, con đành để mẹ phương trời đợi trông. Con ơi nam nữ đành lòng, đoạn tình để mẹ ngài trong đêm chờ. Nghe kinh mẫu buồn quá cô Tâm Phúc. Đường tu con chớ bơ thờ, đường tu giải thoát đi mờ nghe con. Muốn gần mẹ chịu loạn thế tục, muốn thoát đời con phải dục thất tình. Lưới trời cao rộng tinh tinh, trong con mang nguyện ngọc kinh đem về. Cung vàng thành quê nhàn hạ, con sống chi đời quân hạ mà hết. Khổ đau sầu cũng phải cam, vui chi đó mà ham bơ trẻ. Dạ cảm ơn cô Tâm Phúc. Bởi vì cuộc đời cô cũng vậy, làm tròn tơ sứ cho mẹ, lập công mọi đức ở buổi quân ba. Chỉ mong sanh chúng huynh đệ chị em biết tu biết sửa để trả lại quê nhà. Thương sanh chúng trần điện đi khổ, cố tâm phúc to nhỏ với mẹ hiền. Mẹ ơi mẹ ngự cung tiên, mẹ thương sanh chúng trần diễn quân ta. Nghe tâm phúc bài cái tha thờ, não lòng già mẹ mới suy tư. Quân ba mạng pháp kịp kỳ, làm sao đổ chúng trở về cũ. Mạng bạch ngọc mẹ cha trong đời, một thân mình thì dễ rõ ràng. Một mình tâm phúc thì sáng, muốn về với mẹ cũng chưa mấy hồi. Nhưng sinh chúng trần miệng còn khổ, chúng để huynh còn mãi suy tư. Luyện tâm liên ai thương đời, thương cho huynh để khổ sầu ơn ta. Thay linh tử quyết lòng quy hương, đạo mẫu từ trang chứa muôn phương. Làm sao bỏ để giới huynh phụ ơn thầy tổ lòng tình thương mình. Nên tâm phúc đêm nằm suy nghĩ, mài âu lo cầu nguyện thiên tiên. Thượng tận mẹ phủ càng khôn, độ cho sinh chúng quên ba tu hiền. Yeah.
dài về mẹ duyên đời. Thương con tâm phúc cạn lời, vì nay mẹ đã sắp bài biến tiên. Khi hỏi mẹ lửa tiên, lửa con thiện dẫn về tiên tiên. Nhớ con lễ nhỏ tuôn dài, cho nên mẹ mới hoành khai môi đào. Lửa đắng trái hiền trái thảo, sao con đã tâm phổi đạo mẹ hiền. Nhớ con lý đổ bình niên, thương con trên chốn màn tiếng đau lòng. Nhớ là nhớ cầm lòng đông, thương là thương trẻ khó trong quay về. Cho nên mẹ mới giữa kề ngày khuyên đêm nhủ con về mẹ vui. Nhìn con và mẹ ngậm ngùi đặt đêm dốc ngọc chôn vùi biển khơi. Thương con mẹ lửa con thời lửa xong rồi mẹ lập đời con vui. Mẹ thương con quá con ơi, con đành để mẹ mẹ ngồi đợi ai. Thương ngày con gặp đắng cay muốn con thoát khỏi trần ấy cho đồng. Con ơi con hỡi con hỡi, con đành để mẹ đứng ngồi nhớ thương. Chào Văn Thủy, chào Phước Duy, chào Thịnh Tiền. Trịnh Tiền ơi hỡi Trịnh Tiền, con đành để mẹ đứng ngồi nhớ thương. Ngày nào dự hội đông phương, ráng đi mẹ rước đài trước con vào. Cầm hương phượng phất ngàn ngào, con vào mẹ thượng học đào cho con. Quá thương mẹ mới chịu loạn, lo cho con trẻ lầu xóm thâm nhẹn. Cất lòng mẹ chẳng buồn than, miệng con mẹ đặng lên thòn là thôi. Ngày đêm con ráng trao dồi, chữ tu của mẹ là ngôi tiên đàn. Chào Kỷ Diệu. Thương con đổ lụy tiên đàn, cho nên mẹ mở kim thoàn kỳ ban. Diệu cung lệ đổ trên hòa, con ơi con nhớ vậy mà không con. Đô La Dương ơi, nhớ rằng mẹ khóc đài son, nhớ ngày lập hội con xa giấy tờ. Tu hành con mãi u ơ, ngày nào con đành kịp giờ thành công. Con đành để mẹ gánh công, con đành để mẹ
lỵ hồng đỏ tua. Chào cô Tám Thiết Tường. Chào cô Tám Thiết Tường. Ngày nay mẹ đã đói buồn, buồn cho con mẹ luôn toàn mặn mê. Buồn là thấy cảnh thảm thế, ráng tu mẹ thương con về nghe con. Ngày mai mẹ đã lo tròn, dạ con ở lại lầu son mẹ về. Mẹ về mà dạ chưa về, vì thương con trẻ cạnh đây còn sầu. Cô Tám Thiết Tường khỏe không? Chào Toàn Lê. Mỗi tối mọi người nghe chút xíu kinh mẫu rồi ngủ cho ngon giấc nha. Đêm tình giấc vì nghe lời mẹ, qua lời kinh danh dành bên tai. Con ơi đâu phải chim bao, đây là hiện thực mẹ con tương phùng. Con ơi đâu đợi tiến gia, trần gian hiệp hội nhà ta cùng mừng. Nay hỏi kiến nữ nam con trẻ, giả đọc chung thỏ thẻ lời kinh. Ai nghe lời pháp chiếu cung, ai nghe theo mẹ thương còn ba gia. Khắp ba tâm gần xa tu sửa, mong lời vàng thấu hiểu tâm can. Nghĩa kinh của mẹ tu hiền, ngày sau trở lại cúng tiên mẹ mình. Xin chúc cầu nữ nam linh tử, khắp bốn phương hội họp đêm nay. Lời kinh tiếng pháp mê gian xa, chỉ mong ba tâm gần xa tu hiền. Nghĩa chân điện mẫu hoàng thọ thẻ, thức tịnh tâm trở lại quê mình. Dù ai đi sớm về trưa, ngược dòng nước y mắt mà nghe sự tình. Chân kinh mẫu sai lòng con trẻ, lời tâm thư bài giải ít câu. Chỉ mong thấu đặng nội lòng, chỉ mong ba tâm xa gần biết tu. Ai có tâm sự gì không ạ? Thank you.
Dạ, năm nay chùa Minh Viên sẽ tổ chức lễ Phật đản vào ngày mùng 8 và mùng 9 âm lịch tháng 4. Trân trọng kính mời quý nam nữ Phật tử, cô bác gần xa, nhích chút thời gian quý báu về chùa Minh Viên để tham dự đại lễ Phật đản năm 2023 tại chùa Minh Duyên, núi Vinh Mộng Lai, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vào ngày mùng 8 và sáng mùng 9 tháng 4 âm lịch, năm nay có thể là cuộc sống khó khăn, kinh tế khó khăn, cho nên ngày sinh nhật của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các chùa cũng tổ chức trong tinh thần gọn, nhưng mà không vì đó mà chúng ta quên cái ngày trọng đại, ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Và nói như thế gian, đó là ngày sinh nhật của Đức Phật. Mình là người con Phật, là đệ tử Phật. Mong là quý Phật tử cũng nhín một chút thời gian để về dự lễ sinh nhật Phật. Cái quan trọng là dẫn bà con Phật tử một thời gian cũng lâu lâu, cho nên chùa cũng nhớ mà thầy cũng nhớ. Dịp này thì chúng ta trở về để mà trước thì làm lễ Phật, sau đó thì cũng có dịp để hội tụ. Mong là quý Phật tử cũng nhín thời gian. Trân trọng cũng kính mời cô Tám Kiến Tường nè, cô Kim Định nè, Phương Lê nè, Trịnh Tiền nè, cô Loan Bến Tre nè, Tùng Thảo nè, Đô La Dương nè. Và có một sự trân trọng kính mời cô Tâm Phúc ở chùa Minh Đức, Khánh Hòa, Nha Trang. Thầy biết đường xa cũng khó khăn, nhưng mà biết đâu cái duyên, có duyên thì quý cô cũng trợ duyên trong tinh thần. Năm nay cũng lễ Phật đản thì về nhận cũng có nguyện ước và cúng dường cho 30 vị sư nhân cái ngày mà Canh Tạ Tam Bảo, là vừa rồi ngày 19 tháng 3 đó. Về nhận có xin với Phật, với Tổ để sửa lại cái nóc chánh điện chùa Minh Viên. Thì nhân ngày Phật đản thì cũng thỉnh quý hòa thượng thượng tọa, 30 vị trụ trì của 30 tự viện về để làm lễ Canh Tạ Tam Bảo. Và đặc biệt là quệ nhẫn cũng thỉnh được 8 bức tượng kim thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân. Sẵn dịp này chúng ta cũng an vị luôn, và chúng ta sẽ làm lễ tái hiện lại tăng đoàn xưa. Chư Tôn Đức sau khi làm lễ Phật đản xong rồi sẽ ôm bát đi quá duyên khất thực. Chúng ta tái hiện lại tăng đoàn xưa mà sư phụ của Huệ Nhẫn, tức là tăng trưởng giáo đoàn 6 của Hiệp Các Đức Sĩ Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Hải Hiệu Vũ Long. Ngày xưa sư phụ còn sống thì hàng ngày cũng ôm bát đi khất thực quá duyên. Trong cuộc sống tùy theo cái duyên, sự phát tâm của Phật tử. Cho nên ngày 9 tháng 4 này, Huệ Nhẫn cũng muốn tái hiện lại cái hình ảnh tăng đoàn của ngày xưa. Sư phụ hồi còn sinh tiền đã hướng dẫn cho tăng đoàn để đi khất thực quá duyên. Thì theo cái thông lệ, cái thông bạch chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì cái ngày mà
xin dịch Phật, thì trước là làm lễ Phật, rồi sau đó cũng quan trọng nhất là đem cái tình thương của Phật để ban rải cho các nơi, cho mọi người cùng chung vui. Người có đạo hay không có đạo cũng chung hưởng trong cái ngày Phật đản, là ngày hoan hỷ, ngày của trời đất, trời người hoan hỷ, chư thiên hoan hỷ. Thì Huệ Nhẫn cũng phát tâm phát cho 200 phần quà đến với bà con nghèo khó. Nếu mà có duyên đủ, Phật thương, chư thiên hỗ trợ, quý Phật tử đồng lòng, thì cái Phật sự trong Phật đản năm nay thì sẽ cúng dường cho 30 vị trụ trì của các chùa tự viện và 200 phần quà cho bà con khó khăn. Năm nay thì kinh tế khó khăn cho nên thưa quý Phật tử là không có tổ chức ca hát văn nghệ, không có tổ chức lễ hành chánh, tốn kém, mọi việc tốn kém đều bị lược bỏ hết, chỉ làm những việc chính đáng theo tinh thần thông bạch của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là phát quà từ thiện, cúng dường cho tăng ni nhân ngày sinh nhật của Phật. Thì cũng mong là đoàn của cô Tám Kiến Tường về trước là lễ Phật, lễ mẹ, sau đó là cũng phát tâm nấu ăn, trước là cúng dường cho 30 vị sư trai tăng, và sau đó thì cũng nấu cho vài trăm phần cho Phật tử dùng buổi chiều mùng 8 và sáng đến trưa ngày mùng 9 là kết thúc. Ở đây thì cũng có cô Tây, cô Tây Tiền Giang, thì đề nghị cô Tây cũng phát tâm về để cắm hoa để dân Phật Phật đản, cái đài Phật đản thì cũng làm gọn tùy theo cái duyên của mình, ai làm được điều gì góp hồn công phước báo ngày đó thì tốt hết, công đức cũng như nhau. Ngài Khánh Đạt Thích Ca Từ Phụ, ngày trăng tròn trong tiết tháng tư, mình là đệ tử Phật môn trở về dự hội mừng vui tôn thờ. Kinh Tam Bảo mười phương thầy tổ mừng Phật ngài xuất thế trần ai, là ngài Khánh Đạt hàng năm làm tròn Phật sự người con tu hành. Mong cô bác xa gần Phật tử chính thời gian trở lại minh duyên, góp công góp của hiện tiền kinh dân Tam Bảo mười phương Phật trời, miệng nhân thế gửi người ca tụng, là con hiền thiếu nghĩa di tiên, một giai công mẹ thiên liên, một giai công Phật đạo hiền tu nhân, làm cho trọn tâm lòng Phật tử trên tử linh mãi mãi quên hiền, mình là con Phật con tiên đạo hiền sáng giữ nhân duyên lưu truyền. Dạ chào nghệ nhân Đại Đức Thích Vũ Châu, chào cô Bích Liên chở gạo, chào Nguyễn Phụng. Mình là con mẹ thiên liên, hai giai gánh đi nặng Phật tiên.
trang hòa. Ngài khánh đạt Thích Ca từ phổ, ngày trăng tròn trong tiết tháng tư. Năm nay mùng chín tháng tư, Minh Duyên Huệ Nhân lập đàn trai tăng. Lễ khánh tạ mười phương tam bảo, lễ sửa chùa nay đã dựng ngang. Lễ này an vị kim thân, Quan Âm Bồ Tát cung kính Phật tử. Mời cô bác nữ nam Phật tử đặng xa gần trở lại Minh Duyên. Trước là lễ Phật mười phương, sao là góp chút của công cúng dường. Lễ tam bảo mười phương chi chứng, lễ mẹ cha bổ điện tam tòa. Bấy lâu xa cách thấp tình, nhân ngày khách đi đang chúng mình hỏi. Trở về bổ điện Minh Duyên, cùng nhau tương hội nhân duyên đủ đầy. Mời cô Liên chở gạo đó nha. Chúc thầy Vũ Châu thật nhiều sức khỏe. Mọi người tranh thủ về dự lễ Phật đản vào ngày mùng 8, mùng 9 tháng 4 âm lịch. Nếu như mùng 8 buổi trưa mọi người cúng mẹ xong, 1 giờ lên xe về Minh Duyên. Tối dự lễ tắm Phật, sáng mùng 9 dự lễ cúng dường trai tăng, xong rồi trở về gia đình của mình. Cô Tám mua một số bịch á, cái bịch ni lông để nấu đồ ăn á, giống như là chúng ta bỏ vô 30 bịch cơm, 30 bịch canh, 30 bịch đồ xào, 30 bịch đồ kho, 30 bịch trái cây, 30 bịch xôi, tất cả mỗi một thứ là 30 bịch, 30 bịch, 30 phần. Để cho quý sư đi bát, mình ngang mình cúng dường, mình giao Phật tử mỗi người phụ trách một mâm. Quý sư đi bát ngang mình phát tâm mình cúng dường. Một bịch cơm, một bịch đồ ăn, một bịch canh. Mọi người ai có gì thì cúng cái đó. Ở nhà mình có trái xoài thì mình 30 trái xoài. Quê mình có bắp thì nấu 30 trái bắp. Mình có niếp thì nấu xôi, 30 bịch xôi. Ai nấu chè thì 30 bịch xè chè. Mỗi một thứ 30 hết. Quý sư đi bát ngang mình phát tâm mình cúng dường. Ai có để bao thơ 5.000, 10.000 gì cũng được. Có nhiều để nhiều, có ít để ít. Ở dưới cô Liên á thì cô Liên thì làm 30 bịch xôi giò, 30 bịch cơm rượu. Dạ cảm ơn cô Tâm Phúc cúng dường 30 phong bì cho tăng đoàn. Dạ cảm ơn cô nhiều, công đức cô vô cùng to lớn. Xin đại diện mười phương tam bảo, cùng 30 sư trưởng tăng ni, trụ trì tự diện các nơi, đáp lòng Phật tử chùa vàng ngày nay. Rằng tâm phúc ở chùa Minh Đức, sư cách hòa thành phố Nha Trang. Tâm lòng kính nguyện mười phương,
thăm ơn ghi tạng phát tâm cung dường. Xin đi tam bảo mười phương gia hộ, cho tâm người hiếu thảo hôm nay. Nguyện cho tâm phúc ngày này, bách niên tuổi thọ sống đời an vui. Tạo công đức mười phương tam bảo, xin Phật trời chi chính cho con. Tâm lòng nam nữ phát tâm, tạo thành công đức mười phương hộ trì. Chào cô Phượng Bà Rịa. Ủa cô Phượng không đi lên núi sao giờ này còn coi live stream à? Ở dưới cô Phượng thì có mấy cô ở dưới Long Mỹ đó, cúng dường cho 30 chai nước sâm, 30 chai hột é, 30 cái bánh rau câu, để cho quý sư đi bác đi ngang qua cái chúng ta cúng dường. Năm nay thầy cũng đi bác cúng dường khắc thực theo xưa, để nhớ lại hình bóng của sư ông. Dạ chào cô Tây Tiền Giang. Khởi nghiệp kinh tế khó khăn, ai làm ăn cũng khó khăn. Năm nay định không có cúng Phật đản mà mọi người cũng nói ít nhiều cũng cúng. Phật tử Hàm Tân năm nay nghèo dữ lắm, không có tiền đi xe vô chùa. Quệ Nhẫn xin Phật tử ủng hộ cho một chiếc xe 3 triệu đồng cho bà con Hàm Tân. Bà con Hàm Tân vô mà bây giờ người ta nghe nói cho xe đi, người ta đăng ký rất là nhiều, 2-3 xe luôn rồi. Cô Tài điểm vô nói người ta nhớ thầy mà không có tiền đi xe. Hôm nay có Phật tử cho một chiếc xe rồi, ai cũng phân bì cũng đòi đi hết á. Cho nên là con đang vận động nữa, kiếm cho 2-3 chiếc xe chở bà con Phật tử vô thăm thầy. Chứ mấy năm nay bị dịch bệnh, thầy không có vô thăm thầy được. Cái thứ hai nữa là từ hôm trước Tết tới bây giờ á, là tàu ghe đi biển đánh cá không có được. Đi vô bổn nào cũng lỗ hết trơn á. Lúc này chỉ có cá cơm là làm được thôi. Cho nên có một Phật tử kêu một chiếc phát tâm cho một chiếc xe 29 chỗ ngồi là 3 triệu đồng cho Phật tử đi vô chùa thầy. Mà bây giờ bà con nghe nói có xe đi miễn phí, người ta đăng ký rất là nhiều, cả 100 người rồi mà không có xe vô. Cho nên sáng giờ thầy cũng trăn trở, quá trình trăn trở. Thầy nói để có duyên mà bà con nào phát tâm cho xe thì để cho mọi người vô thăm thầy. Kệ, cũng mấy năm rồi Phật tử Hàm Tân, theo thầy mấy chục năm, cũng trên 30 năm rồi. Quý Phật tử Hàm Tân là theo thầy cũng cả 30 năm rồi, mà năm nay đặc biệt khó khăn quá. Phật đản bà con ai cũng than, nói muốn vô thăm thầy mà không có tiền đi xe. Bà con ở Hàm Tân La Nghi Bình Thuận á, không có tiền đi xe. Cho nên thầy vận động thì xin người này người kia, để ai mình không đi chùa thôi kệ đó, mình dành dụm lại mình kêu chiếc xe cho bà con đi. Thầy vận động cô Hồng với cô Thái với cô Hà, mỗi người 1 triệu, 3 người 3 triệu là được mới có một chiếc xe. Rồi bà con ngoài ta đi học văn nghe nói xe đi vô thầy miễn phí, người ta xin đi quá trình. Cô Tài nó điện vô nói bây giờ người ta đăng ký 100 người luôn mà không có xe, mà bán vé thì ta không có tiền mua vé, khổ tâm gì đó. Năm nay khó quá, cuộc sống khó khăn, nên quý Phật tử mình á, thầy Nguyễn Nhẫn nói thật lòng trên live stream này quý cô ra nghe nha. Thầy thì không có giàu, mà thầy cũng không có nghèo. Cho nên năm nay thật lòng Quệ Nhẫn nói, bà con Phật tử thương Quệ Nhẫn thì về với Quệ Nhẫn.
đừng có suy nghĩ về vấn đề cúng dường hết trơn á, có thì cúng, không có là thôi. Mình chủ yếu về lễ Phật thăm chùa là thầy mừng rồi, chứ thầy không có mong là Phật tử về cúng dường gì hết trơn á. Năm nay thầy nói nè, ở nhà mình á, có cái gì mình đem theo mình cúng cái dường đó. Mình ví dụ ở nhà tụi con trồng thanh long thì cho thầy xin 30 trái thanh long, mình vô mình cúng dường trước là mình dâng cái mâm lên mình cúng Phật, rồi xong cúng mẹ, rồi lát mình bưng xuống mình cúng dường cho mỗi một sư một trái thanh long là quý rồi. Ở nhà mình có 2 nhánh chuối thì mình nếm sao được 30 trái, mình đem vô mình cúng trước mình cúng Phật, sau cái mình tét ra mình cúng dường cho mỗi sư trái chuối là cúng phước rồi. Ở nhà mình có nếp thì mình nấu 2-3 lít vậy đó, mình chia ra 30 bịch mình cúng dường là có phước rồi. Cho nên thầy nói thật lòng với Phật tử mình, đừng có lo về cái vấn đề cúng dường gì hết trơn. Thầy có bao nhiêu thầy xài bao nhiêu cũng có à thôi. Năm nay thầy làm gọn lắm, thầy không có bày ra cái chương trình cải lương văn nghệ, thầy cũng không có tổ chức chương trình cái lễ hành chánh để mời chư tôn thiền đức giáo phẩm lớn rồi chánh quyền các cấp rồi về cái tiên dương, rồi thầy không có làm, không có tốt à, cho nên thầy bỏ hết mấy cái lễ nghi đó. Bây giờ có bao nhiêu thì về mình cúng bao nhiêu, ở quê mình có cái gì mình đem về mình cúng cái đó, chứ rồi ở nhà mình có dừa thì mình đem chục dừa lên mình cúng, nhà mình trồng khóm mình đem chục cái khóm lên mình cúng. Chứ mình không có nhất thiết là phải miễn phí đem tiền cho nhiều hay là mua đồ cho nhiều, cúng thầy không chịu. Trời ơi phước quá vậy, thầy cảm ơn cô Kim Định nhiều đã cho một chiếc xe cho bà con ở Hàm Tân vô. Cảm ơn cô Tâm Phúc cũng gieo duyên một chiếc xe cho bà con ở La Nghi, Hàm Tân. Tội nghiệp lắm mấy cô. Vậy là được 3 chiếc rồi đó, 3 chiếc được 90 người rồi đó. Quý quá. Mọi người biết sao không? Mấy cô ở Hàm Tân này á là thương lắm, thương thầy lắm. Hồi xưa thầy về thầy lập cái chùa Minh Duyên ở cái vùng Bà Rịa Vũng Tàu này, Phật tử đầu tiên là La Nghi Hàm Tân. Bà con La Nghi Hàm Tân này bảo vệ thầy quỳ nhẫn dữ lắm. Bất cứ cái chuyện gì hồi xưa vợ ngoài La Nghi là thầy chỉ lên tiếng một cái là bà con ùng ùng theo. Có nhiều người nó mơ ước, nó nói con theo thầy mơ ước vậy đó, chỉ ngày trăm tuổi già chỉ mong là thầy quỳ nhẫn ra thắp cây nhang tụng thời kinh là ta mãn nguyện. Mà bây giờ kinh tế cuộc sống khó khăn, bà con khó khăn. Hồi sáng giờ mà nghe cô Tài điện thoại mà thầy đứt từng đoạn ruột. Cô Tài nói năm nay ai cũng muốn vô thầy hết trơn, mà con bán vé xe có 100.000 vé xe mà ta không có tiền. Xe 29 chỗ ngồi 3 triệu đồng chiếc. Có 100.000 vé xe mà ta không có tiền ta đi. Nói vậy cái thầy điện ra ngoài Hàm Tân, thầy điện cô Hồng, cô Thái, cô Hà, cho nói giờ tụi con bao chiếc xe cho bà con ta vô đi con. Ê, mấy tụi nó dạ bao chiếc xe. Xong cái trưa nay cô Tài nói kêu chiếc xe nghe nói vô trong thầy miễn phí, bà con ồn ồn ai cũng đòi đi, bây giờ cả trăm mấy người rồi mà có một chiếc xe. Thầy nói thôi kệ nó tùy duyên. Chứ bà con Hàm Tân La Nghi quý Phật tử biết không, hồi xưa mà thầy nghèo khổ mới về các chùa là một tay Hàm Tân bà con người nghèo người giàu đòi cô Chính Thả rồi cô Tám Nhiếu rồi cô Tám là quá chừng nhiều nhiều lắm ở ngoài đó, rồi cô Ba cô Tài không bao giờ bỏ thầy. Hàng năm ngày mùng 8 Tết á, mặc dù bà con bên đạo Công giáo không, đặc biệt một năm ngày mùng 8 tháng Giêng là bà con bên đạo Công giáo không, nhưng mà vô trong thầy ít nhất cũng phải là 300 người. Năm nào có năm á, có năm á là 30 chiếc xe, 30 chiếc, 20 chiếc. Cho nên á, bà con Hàm Tân thương thầy lắm. Rồi ngày 12, 13 tháng Giêng đó là mới là Phật tử của chùa mình mới về vài xe. Năm nay là mọi người thầy nói thôi Phật đản, thầy không có làm thiệp. Thôi cô Tài mời ít người Phật tử thôi. Cô Tài nói mời thì được, mà từ hôm trước Tết tới giờ
bà con làm ăn không được thầy ơi. Đi chiến ghe nào chiếc thuyền nào vô cũng lỗ bỏng, cho nên bà con hành thân mình giờ đói dữ lắm, khó lắm, biển đói làm có nghe xót ruột. Vậy là giờ thì thầy cũng an tâm, thầy vui rồi, thầy được ba chiếc xe là được 90 người vô rồi đó. Hên xui giờ tới tối mai cho ông chiếc nữa, cảm ơn. Thầy thương một chiếc xe là 3 triệu nha, nha cô Kim Định, nha cô Tâm Phúc nha. Dạ, cho mọi người vô lễ Phật thôi. Bây giờ cô Tâm Phúc ở xa, cô Tâm Phúc không vô chùa thầy được, thì cô Tâm Phúc cử đại diện cho 30 người ở Hàm Tân vô lễ Phật, đại diện cho cô Tâm Phúc đi chùa giùm. Mọi người đi chùa giùm cô Tâm Phúc để thầy nói với mọi người, để cầu nguyện cho cô Tâm Phúc thật là nhiều sức khỏe, cầu cho ni sư trụ trì luôn luôn được bình an, luôn luôn khỏe mạnh, cha mẹ hiền sanh con thảo, ni sư công đức quá trình lớn, xin được cô Tâm Phúc, cô Tâm Phúc lo cho tâm hảo, lo cho chùa thầy, như vậy thì mừng lắm, phước báo lớn. Nếu như cô Kim Định nha, hàng ngày cực khổ làm kiếm từng đồng từng cắt, mà bây giờ cũng bao chiếc xe cho Phật tử vô chùa lễ Phật, quý báo lắm. Phát hết live stream thầy điện liền cho cô Tài, cho cô Tài biết. Cho cô Tài mừng, cô Tài phát hành vé cho mọi người. Mô Phật, có một Phật tử Ba La Mật đã cho một chiếc xe nữa. Như vậy trời ơi, cảm ơn cô Tâm Phúc ơi, mình được 3 chiếc rồi, 4 chiếc rồi. À, một chiếc về Hàm Tân. Rồi cô Tâm Phúc 1 chiếc, cô Kim Định 1 chiếc, là 2, là 3. Thêm một người Ba La Mật mới nhắn tin riêng cho thầy được 1 chiếc nữa, là 4 chiếc xe. Thôi, thầy nhận nhiêu đó thôi nha mọi người nha. Kết thúc 4 chiếc xe là đủ rồi nha. Còn cái nơi nào mà bà con mình có nơi nào mà khó khăn mà muốn về thăm thầy đó thì lên tiếng nha, thầy tạo điều kiện cho, thầy tạo điều kiện để về chùa thăm thầy. Chúa thường chặt đến thịnh lành, biết đâu mai mốt có còn gặp nhau. Tùy duyên pháp dồi trao tâm đạo, giúp đệ huynh trở lại am thiền. Minh duyên huệ nhận hữu duyên, mừng trong huynh đệ dưới trên một lòng, đồng lòng chia sẻ cùng nhau, đồng lòng dẫn giúp để huynh trở về, về lễ Phật thăm chùa lại mẹ. Ôi phước ngày to lớn biết bao, bao ngày xa cách tình thâm cùng vì đại dịch con chưa về chùa. Rồi còn đoàn cô Tây thì sao? Với cô Tây có xe đưa mọi người lên không? Không có thầy chiếc ra cho một chiếc. Đoàn cô Tây mà có cần thầy chiếc ra cho một chiếc xe đưa bà con ở dưới cây lệ Tiền Giang, bà con ở Tiền Giang lên thăm thầy không? Quý quá, quý quá, quá tuyệt vời. À, như vậy là hôm nay cô Tâm Phúc phát tâm 30 cái bao thơ để cúng dường cho 30 vị trụ trì của các tự viện nhân ngày 9 tháng 4, và một chiếc xe chở bà con từ thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận về chùa. Cô Kim Định ủng hộ một chiếc xe đưa bà con từ thị xã La Ghi về chùa Minh Viên, và một Phật tử Ba La Mật xin được giấu tên phát tâm 1 chiếc xe
cũng đưa bà con từ ở quê nhà vào bên chùa Minh Viên quý báu biết bao nhiêu. Vậy là buổi live stream hôm nay rất là thành công nè. Các phần hội của mình nơi nào có khó khăn gì thì nói thầy nha. Vậy là Phật đản năm nay Phật cũng vui mà thầy cũng vui. Nói chung là rất là hoan hỷ. Bởi vì vị nhẫn rất là tin tưởng Tam Bảo, rất là tin tưởng mẹ. Quý vị biết không, sáng ngày 19 tháng 3 vừa rồi gửi cái thiệp mời chư tôn đức tăng ni vào lúc 9 giờ về chùa để nhận sự cúng dường của quý Phật tử. 7 giờ rưỡi bắt đầu ổng mưa râm râm, ổng mưa riết cho tới 9 giờ. Ở đây 8 giờ rưỡi lên làm lễ, thỉnh quý thượng tọa lên làm lễ tụng kinh bạch Phật bạch tổ để dỡ cái nóc chùa ra sửa lại. Thấy ổng mưa rầu quá trời rầu luôn. Rồi, người nhẫn lên xin Phật trời linh thiêng, thầy tổ linh thiêng, cha mẹ thương con thì nội trong vòng 3 ngày đừng có mưa. Nếu mà mưa là nó hư đồ của con hết trên chánh điện là gỗ không, bằng gỗ dán ép á, gỗ dán ép gỗ dởm á, chứ không phải là gỗ xịn. Cho nên á, nếu mà mưa một cái là nó ướt mẹp hết trơn á là sẽ hư đồ hết. Mà đang có tinh áp thấp nhiệt đới cho nên thầy rầu lo quá chừng lo luôn. Mấy ông thợ nó chỉ cần 3 ngày là mình sẽ phủ lại, mình mặc dù nó không xong nhưng mà phủ ngói lại nó sẽ đỡ, không có bị không ảnh hưởng. Quý vị biết không, mưa chỗ nào cũng mưa, trong xóm thì chỗ nào cũng mưa, mà chừa lại khu vực chùa Minh Viên trời nắng 3 ngày. Hồi sáng này còn chút xíu nữa công việc nữa chưa có làm được. Trời ơi, là ngày thứ tư ổng mưa từ một buổi sáng, ổng mưa 1 tiếng mấy đồng hồ, quá trời lớn luôn. Cho nên á, phải nói rằng tin Tam Bảo là một cái điều phải nói rằng nhất rất là tuyệt vời. Ở trong xóm chỗ nào cũng mưa mà ngay khu vực chùa mình nắng 3 ngày nay không có giọt mưa, mừng quá chừng mừng luôn. Một ngày phải tăng cường 10 mấy người thợ á, làm cho nó mau, cho nó xong để mà đọc nói lại. Cho nên quý vị thấy Tam Bảo, ông Phật bằng xi măng, bằng gỗ, bằng cây, nhưng mà mình tin có Phật, tin có mẹ, có cha, tin có bề trên, tin có các đấng thiêng liêng, người ta luôn hỗ trợ và nghe cái lời nguyện của mình. Những cái điều gì mà người nhẫn làm không được, người nhẫn có lòng tin Tam Bảo lắm, nên không người nhẫn có thói thách. Nói quý Phật tử thương, từ nhỏ tới lớn người nhẫn bỏ cha bỏ mẹ mình đi tu, rồi á thờ Phật thờ mẹ, người ta nói mình á đồng bóng dị đoan mê tín. Nhưng mà thật ra là cái niềm tin của mỗi người. Mỗi người có một cái sứ mạng, mỗi người có niềm tin riêng. Và cái niềm tin mình đặt vào một cái vị đó, tuyệt đối mình sẽ gặt hái được những cái thành tựu, những cái thành quả mà mình mong đợi. Nó huyền diệu lắm quý vị thấy. Đó là một cái sự kỳ diệu mà mình phải tin. Rồi bây giờ nói quý vị đừng cười chứ, trong túi đâu có đồng nào mà phát nguyện tới mùng 9 tháng 4 là quý nhẫn nói bây giờ phải mời 30 vị, các vị thượng tọa, các vị lớn trụ trì của các tự viện về để mình làm lễ tạ Tam Bảo. Thì mình cũng nghĩ là thôi, mình cứ kêu gọi bà con mình dưới quê mà ai có gì đem lên cúng đó, cái ngàn đi bát thất thịt gieo duyên, mình không có cần mâm cao cổ đầy. Bây giờ cũng được, nghe cô Tâm Phúc cổ hứa cúng dường, cái mình thấy mình trẻ lên thêm được 50 tuổi nữa rồi, không có lo nữa. Biết là việc Phật thì con Phật làm,
nhưng mà cái đó mình cũng an ủi. Cái đó là một cái niềm khích lệ to lớn trong cái bước đường tu nhân học Phật của mình, với niềm tin Tam Bảo tuyệt đối. Mình phải nghĩ rằng mình phải nói thật, mình làm thật thì Tam Bảo mới gia hộ cho mình, Long Thiên Hộ Pháp mới gia hộ cho mình, Phật tử mới thương mình, mới trợ duyên cho mình. Giống như hồi sáng giờ mình nghe cô Tài và Hạnh Tân cô nói như vậy, lòng mình nó đau như cắt vậy. Mấy cô nói hơn 30 năm, năm nào cũng đi vô chùa thầy cúng Phật đản, mà chắc năm nay không vô được. Tại vì giờ con bán vé có 100.000 vé mà con không có tiền ra đi, mình nghe mình nhói đau không? Bà con nó mấy năm luôn á, dịch bệnh cực chẳng đã là không có thể bỏ thầy, nhưng mà dịch bệnh cho nên là phải gánh 2 năm không có vô chùa. Bây giờ hết dịch thì kinh tế khó khăn, hết dịch hết tiền, giờ muốn vô thăm thầy mà kinh tế không có, không có vô thăm được. 100.000 vé không có, không có tiền, không có tiền mua vé, nghe nó cũng đau lòng. Có người thì thích đi chùa lễ Phật, nhưng mà cái điều kiện người ta không có. Còn nhiều khi mình cái điều kiện mình có thì mình không có thời gian, mình không có thuận duyên để mình đi. Cho nên quý Phật tử hôm nay mà làm được cái điều này là Huệ Nhẫn cảm thấy rất là an ủi. Vì Huệ Nhẫn sống xa cha, xa mẹ, xa quê hương, Huệ Nhẫn chỉ có quý thầy cô là niềm tin và chỗ dựa. Huệ Nhẫn có quý Phật tử là một cái động lực lớn để mình phát nguyện, mình tu hành cho đến chết. Cho nên mình biết, mình suy nghĩ rằng dù cho mình xa cha, xa mẹ, xa gia đình, xa quê hương, vậy mà mình còn được bà con Phật tử luôn luôn thương yêu, bất cứ lúc khó khăn nào cũng có mọi người. Mình yên tâm, mình yên tâm mình tu hành, vì bên mình có Phật, có chư thiên, có Phật tử, có quý Phật tử, có những người hộ trì chánh pháp. Dạ chào cô Nga. Cô Nga khỏe không? Mọi người đang bàn về Phật đản. Năm nay không có cô Nga, không có ai leo rào qua bên kia chặt cây chuối trộm để trang trí lễ Phật đản cho đẹp như mấy năm cô Nga. Cô Nga bỏ xứ bỏ quê hương cô Nga đi mất tiêu rồi, còn có mấy ngày nữa là lễ Phật đản năm nay. Thầy nói cô Tây về trang trí bông hoa, mà giờ không có ai trèo qua cái bờ rào để chặt mấy cây chuối vô mà làm cây chuối vàng chuối bạc đó. Như cô Nga bây giờ ở xa nửa dòng trái đất rồi ha, muốn đi về Phật đản cũng đâu có được đâu. Hy vọng là tới Du Lan hoặc là cúng mẹ cuối năm rồi gặp lại cô Nga. Như vậy thì cô Tây cũng yên tâm rồi ha. Xung quanh mình thì cũng có quý huynh đệ, quý Phật tử, quý thầy cô cũng trợ duyên cho mình, cho nên cũng yên tâm ha. Mọi người ai muốn về chùa thầy mà có khó khăn gì thì cứ lên tiếng nha, nhắn tin cho thầy, thầy sẽ tạo mọi điều kiện để mọi người về chùa. Kể mà cuộc đời là vô thường, gặp được phút nào là mừng lúc đó, không có hẹn, không có hẹn ngày nay ngày mai gì hết á, tới ngày. Quý Phật tử hàng ngày á, trong cuộc sống này bạn bè mình tổ chức đám cưới sinh nhật, mình có kẹt cách mấy mình cũng dành thời gian mình đi, mình có nghèo có khó khăn cách mấy, có mượn nợ mượn nần cũng mượn mà đi. Vậy mà ngày sinh nhật của ông Phật mình dành có một ngày mình đi, mình cũng tiếc công tiếc việc chi, phải không ạ? Mình ráng cố gắng
Mặc dù ngày đó đô la dương sẽ hết được 15 cái đầu, nhưng mà vì ngày sinh nhật của Phật tạm đóng cửa cắt tóc đô la dương về với thầy, phải không? Mọi người sẽ nhân một xíu việc của mình, gác bỏ chút xíu việc của mình, thì chúng ta sẽ được thành tựu hết. Ở đây là những người Phật tử của thầy đã đang coi live stream, thầy biết bà con thương Huệ Nhẫn, nhưng mà kinh tế mọi người khó khăn dữ lắm. Huệ Nhẫn biết điều đó, cho nên mỗi lần mà kêu gọi là thầy ngại lắm. Nhưng mà cái bổn phận, cái trách nhiệm và cái tâm của người tu, quý vị, cái tâm của người tu nó như vậy đó. Bây giờ mà mình thấy cuộc sống của mình nhìn lên á, thì mình không bằng ai. Nhưng quý vị biết, mình mà ngó xuống á, nhiều người khó hơn mình nhiều dữ lắm. Mà bổn phận của thầy là ông thầy chùa, là người tu rồi á, mà nghe Phật tử mình than, nghe người quen của mình than một tiếng á, lòng mình nó đau dữ lắm, đau như cắt vậy đó. Cho nên á, thầy á, không có đi nhổ cỏ, không có đi trồng khoai, không có đi cắt lúa mướn được, mà có tiền giúp đỡ mọi người. Thầy chỉ có cái miệng, có cái tiếng, có lời văn, ý thơ, thậm chí mượn cái ý đạo của mẹ, của cha, của Phật, để cho quý Phật tử nghe, rồi quý Phật tử thương, đại Phật Huệ Nhẫn kêu gọi. Thí dụ như người giàu, người ta có 10 đồng người ta giúp. Mình người nghèo thì mình phụ 1 đồng để mình giúp cho những người nghèo khổ hơn mình. Cho nên Huệ Nhẫn hay lên mạng, Huệ Nhẫn kêu gọi cái này, kêu gọi cái kia. Mà bà con Phật tử mình á, ai thương á thì quan hệ bỏ qua, còn ai không thương thì nói cái ông này tu hành cũng lo tu hành, cứ lo kêu gọi hoài. Quý vị biết á, mỗi một người nó có cái hạnh nguyện. Người á thì tu phước, người thì tu theo cái pháp môn riêng của họ. Còn Huệ Nhẫn á, Huệ Nhẫn thì tu theo cái hạnh nào Huệ Nhẫn cũng không biết. Cái nào mà mình cảm thấy mình mến là mình làm. Thí dụ mọi người muốn nghe tụng kinh thì Huệ Nhẫn tụng kinh. Mọi người muốn nghe pháp, Huệ Nhẫn nói pháp. Mọi người muốn nghe kinh mẫu, Huệ Nhẫn tụng kinh mẫu. Mọi người muốn cho biết cái đời tư của mình riêng một chút, Huệ Nhẫn cũng nói một chút. Nói chung là tùy theo phương tiện. Cái người cần trợ duyên thì Huệ Nhẫn trợ duyên. Giống như ngày hôm qua, hôm kia, ở dưới quê của Huệ Nhẫn nó có cái nhà của cái anh chị đó. Cái mưa, trận mưa vừa hôm kia đó, nó sập cái nhà. Mà tôi nói với quý Phật tử biết không, từ cái ngày mà Huệ Nhẫn đi tu tới giờ đó, ba của Huệ Nhẫn là không bao giờ kêu gọi. Ba Huệ Nhẫn làm bí thư ở đó đó, nhưng mà không bao giờ kêu gọi con mình, cũng không bao giờ trách với ông thầy sao mà đi từ thiện nhiều nơi sao mà không có về quê mình từ thiện. Thầy đi tu 36 năm rồi đó, mới về quê hương từ thiện có một lần. Năm đó là nay là 2-3 năm được sự phát tâm của gia đình của chú Năm Cao Thiện Ân ở ngoài Bình Xuân ủng hộ, vợ chồng cô Lệ Hùng nó cho 100 phần quà, thầy mới về đó phát 100 phần quà lần đầu tiên ở quê thầy. Cách nay 3 năm. Thì ngày hôm kia đó, ba thầy đi gửi cái clip cái nhà sập lên cho thầy coi. Thầy ngồi thầy suy nghĩ, lúc này bà con mình mà nghe khó dữ lắm, kêu cúng chùa khó, mới vừa vận động 200 phần quà cúng dường cho 200 chùa rồi, bây giờ rồi xin cho cái chú thời ở trong xóm này ông bệnh nặng cần đi bệnh viện mà không có tiền. Huệ Nhẫn cũng mới xin được 7 triệu cho chú rồi, mà bây giờ ba nhắn cái tin gửi lên cái nhà sập, con cái thì nheo nhóc, mẹ già thì không có chỗ nằm, thấy mình xót ruột.
trong tài khoản còn được 3 triệu người nhận gửi liền, gửi xuống 3 triệu. Ba nói ước gì mà mình có được chừng 20 triệu là mình xây luôn cái nhà. Tại cái nhà mới sập, ton cây nó còn, mình chỉ cần 20 triệu là mình xây tường lên cái là mình lọt ton lại là thành nhà kiên cố. Mà quý vị biết 3 ngày nay người nhận xin được có 6 triệu, người nhận gửi về dưới là 6 triệu, là trong đó là tiền của người nhận hết 2 triệu, là Phật tử ủng hộ được có 3 triệu 8. Phật tử ủng hộ 3 triệu 8, thầy phụ vô 2 triệu 2, nó được 6 triệu ở gì dưới. Cho nên quý vị thấy trong cuộc sống này khó khăn lắm, nhiều người còn khó khăn lắm. 10 triệu 20 triệu là cả một gia tài của họ. Cho nên mà Huệ Nhẫn xài tiền của Phật tử, Huệ Nhẫn đắn đo lắm. Huệ Nhẫn cứ luôn luôn cứ sợ mình mà xài mình làm không đúng, mình làm Phật sự mà không đúng, mai mốt mình mang long đội sừng mình cả. Cho nên Huệ Nhẫn cứ đắn đo hoài. Mỗi một lần mà Phật tử mà làm, bà con mà phụ vô cái việc gì, làm phước làm gì, Huệ Nhẫn đắn đo nó suy nghĩ. Muốn đi cho giúp đỡ cho ai, Huệ Nhẫn cũng đi tới chỗ đó coi có đúng hoàn cảnh không, mình cho có đúng không. Chứ nhiều khi mình là người đưa đò, Phật tử tin tưởng mình mới nhờ mình đi giúp cho người ta, mà mình giúp không đúng đối tượng, mình làm không trúng chánh pháp, sợ mai mốt phải mang long đội sừng trả cho họ. Cho nên mình sợ đắn đo dữ lắm. Cho nên mong là quý Phật tử thương, có cái gì á, mọi người mình quan hệ kệ, thầy trò chị em huynh đệ bảo bọc với nhau để mình cùng tu, cùng học, cùng giải thoát, cùng về với Phật, cùng về với cha mẹ. Bởi vì cuộc đời này á, nhân vô thập toàn, không có ai là trọn vẹn cả. Người á được cái này thì thiếu mất cái kia, người được cái kia thì thiếu mất cái nọ, không có ai được trọn vẹn. Mình á, mình cũng cố gắng. Dạ, cảm ơn cô Tâm Phúc nhiều. Nhiều khi á, Huệ Nhẫn kêu gọi nhưng Huệ Nhẫn ngại lắm. Quý vị thấy mà, những cái người mà ăn to nói lớn như Huệ Nhẫn á, những người đó tự ái cao lắm. Những người như Huệ Nhẫn là sĩ diện cao lắm quý vị. Quý vị thấy mình ra đời mình chơi với bạn bè, mình gặp những người mà ăn to nói lớn á, những người đó, thật ra những người đó sĩ diện họ cao lắm, tự ái họ cao lắm. Giống như Huệ Nhẫn, sĩ diện cao lắm, tự ái cũng rất là cao. Nhưng mà vì chúng sinh, vì huynh đệ, vì mọi người, cho nên vì cái lẽ đó đó, mình dằn cái tôi mình xuống, mình hạ cái bản thân mình xuống, mình cúi đầu mình gục xuống một chút, biết đâu mọi người khác nhờ cái cúi đầu của mình, nhờ cái hạ mình của mình mà người ta được một miếng thuốc, đỡ được một miếng. Cho nên Huệ Nhẫn làm việc gì Huệ Nhẫn đắn đo lắm. Lần cuối cùng Huệ Nhẫn nói là bà con Phật tử quan hệ, thầy có kêu gọi, có vận động, mình có mình đóng góp, không có thôi cho nó qua, cái nào khó quá mình cho qua, đừng có giận. Và cũng đừng có làm hết sức mình, đừng có ráng quá. Mình có 5 đồng, mình cho 5 đồng đổ lại thôi, đừng cho 7-8 đồng là mắc nợ, khổ. Cho nên Huệ Nhẫn nói hôm nay mình không làm việc này, mai mình làm việc kia. Mình thấy cái nào có duyên, hợp duyên với mình thì mình làm, cũng hợp duyên thôi. Nha mọi người, nha Phật tử nha. Cảm ơn tấm lòng của quý Phật tử rất là nhiều. Cảm ơn cô bác đã thương yêu mọi người, đã mở rộng vòng tay giúp đỡ và trợ duyên, cũng như giúp cho Huệ Nhẫn trong hơn mấy chục năm qua. Còn một phút hơi nào, Huệ Nhẫn cũng nguyện theo Phật, theo mẹ để tu hành, không có phụ ơn, không có bao giờ phụ lại tấm lòng mong đợi của quý Phật tử. Dù cho có nát cái thân này,
Người nhận cũng quyết tâm giữ cái màu áo này cho trọn vẹn để phụng sự, phục vụ chúng sinh và cúng dường chư Phật, phục vụ cho mọi người là làm đẹp lòng của mẹ, để sau này chúng ta cùng nhau dắt nhau về với mẹ để cho cha vui, mẹ đẹp dạ. Một lần nữa cảm ơn và tri ân thật tình của quý Phật tử rất là nhiều. Chúng ta hẹn ma gặp lại vào buổi live stream tối mai. Chúc mọi người ngủ ngon giấc. A Di Đà Phật, Mô Phật. Bye bye.